Kính thưa quý vị, tiếp theo là chương trình Tiếng nói cử tri do Jackie Bông thực hiện. Jackie Bông xin kính chào quý vị. Trước khi đi tham dự cuộc họp thượng đỉnh ăn mừng 30 năm thành lập NATO tại London, Tổng thống Trump đã phê chuẩn luật nhân quyền và dân chủ, bắt buộc kiểm lại mỗi năm, bảo đảm cho Hồng Kông có quyền tự chủ. Hồng Kông là một phần của Trung Quốc, nhưng họ có một hệ thống kinh tế và pháp lý riêng biệt. Tuy vậy, Trung Quốc đề xuất một dự luật mới cho phép dẫn độ sang Bắc Kinh những kẻ chống đối chính quyền lục địa. Vì thế mà giới trẻ Hồng Kông bắt đầu biểu tình trong tháng 6 vừa qua, đòi lại tự chủ và độc lập. Thái độ tàn bạo của cảnh sát làm cho cả ngàn người trẻ biểu tình ném bom xăng và tấn công các cơ sở kinh doanh được coi là thân Bắc Kinh. Vì thế mà sau 5 tháng luân phiên biểu tình bất ổn, tỷ lệ du khách giảm 50% và các doanh nghiệp khác như ngành vận tải giao thông, dịch vụ buôn bán và đầu tư cũng như ngành ngân hàng bị ảnh hưởng. Sự hỗn loạn kéo dài trong nửa năm qua làm lung lay nền tài chính, dẫn đến việc kinh tế bị tuột dốc và suy thoái. Chống luật dẫn độ lúc đầu chuyển qua việc đòi tự do, lãnh tụ trẻ Joshua Wong cùng các nhà hoạt động dân chủ Hồng Kông đi điều trần trước Quốc hội Hoa Kỳ hôm 17 tháng 9, kêu gọi các dân biểu nghị sĩ Mỹ thông qua dự luật dân chủ và nhân quyền cho Hồng Kông. Khi biết được Tổng thống Trump đã ký thành luật dự luật này, dân chúng Hồng Kông reo mừng và khen Tổng thống Trump là người anh hùng tột bậc của Hồng Kông. Sau đó, thừa thắng xông lên trong cuộc bầu cử hội đồng cấp quận giữa tuần 11 vừa qua, tỷ lệ lên cao đến 71.2% cử tri Hồng Kông đi bầu, ủng hộ bỏ phiếu cho phe dân chủ thắng lớn, chiếm 201 ghế, tức 44.5% so với 28 ghế theo phe ủng hộ Bắc Kinh, chỉ có 6.2%. Đây là sức mạnh cho đợt sóng thần của dân chủ, ứng viên Tommy Chong, sinh viên lãnh đạo biểu tình vừa thắng cử, tuyên bố. Những nhà hoạt động dân chủ đắc cử khác ví đó là một cuộc trưng cầu dân ý và kêu gọi bà Carrie Lam, đặc khu trưởng của Hồng Kông, cải cách lại chính sách cai trị cho được độc lập, không lệ thuộc Bắc Kinh, để đem lại sự ổn định cho dân chúng Hồng Kông. Sau khi chia sẻ niềm vui với Hồng Kông, Tổng thống Trump đi tham dự hội nghị NATO trong đầu tháng 12 bên Anh Quốc. Ông không được vui vì bất đồng chính kiến với các nguyên thủ Âu Châu về những chiến lược đối phó với tổ chức Hồi giáo ISIS và với Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như về vài liên hệ bang giao quốc tế khác. Trong cuộc họp báo tại London, Tổng thống lên án Ủy ban Tư pháp phe Dân chủ tại Hạ viện Hoa Kỳ tổ chức điều trần luận tội ông trong lúc ông bận đi xa. Tổng thống luôn tuyên bố là ông không làm gì sai trái, phủ nhận mọi cáo buộc và kêu gọi họ nên chấm dứt mọi việc luận tội và khuyên các cộng sự viên của ông trong Tòa Bạch Ốc tẩy chay các cuộc điều trần tại Quốc hội Hoa Kỳ. Jackie Bông xin kính chào quý vị.